Alo, anh Long ạ. Bố anh mất rồi. Mày cút ngay cho tao. Sau này mà không ra gì, đừng vác mặt về cái nhà này nữa. Không đỗ. Tại sao bao nhiêu người người ta thi đỗ hết, còn mày thì không? Thế chứ nghĩa bao năm nay mày học để làm cái gì? Ôi, bố, con xin lỗi, con bất hiếu, con không kịp về để nhìn bố lần cuối. Bố ơi, anh cho gọi em ạ. À? Em báo với công ty Hoàng Đức là chúng ta sẽ hủy dự án hợp tác với bên đó. Qua tìm hiểu thì anh thấy chất lượng sản phẩm bên đấy không ok lắm. Dạ vâng ạ, đối tác công ty ABA vừa mới liên hệ trực tiếp với em ạ. Họ muốn đến trực tiếp công trình đang thi công để khảo sát và mong nhận được gói cung cấp thiết bị vệ sinh cao cấp từ chúng ta. Đối thủ của Hoàng Đức sao? Ok, họ đang ở đấy rồi chứ? Dạ vâng, họ đang ở công trình rồi ạ. ABA có thành ý như vậy, chấp nhận hạ giá để nhận dự án này cũng là một điều tốt. Tuy nhiên, anh cũng muốn đợi xem phản ứng của Hoàng Đức như thế nào sau khi tiếp nhận thông tin từ em. Dạ vâng ạ, em sẽ báo lại cho họ ạ. Ok, tốt rồi. Vậy anh ra công trường một lát, em đi làm việc của mình đi. Ơ, anh ra bên ngoài thế này. Ừ, rồi, anh vào luôn. Cửa như thế này nhá, họ sẽ làm nó đẹp hơn tí nữa. Em thấy ở đây thế nào? Dạ, ở giữa trung tâm, bên cạnh còn có trường học và bệnh viện nữa. Nếu như vợ chồng mình có một căn ở đây, sau này không ở thì cho thuê ở kinh doanh cũng khá là ok đấy ạ. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Mà công ty nhà mình cũng đang có một dự án để hợp tác với chủ thầu xây dựng khu vực này. Bây giờ chúng ta lại ngỏ lời để mua lại căn hộ của họ, chắc chắn sẽ có nhiều thiện cảm để làm việc với nhau hơn. Vậy thì tốt quá ạ. Anh Long. Thank you.
Nhung à, không ngờ cô vẫn nhìn nó bằng cái ánh mắt đấy. Có phải là bao nhiêu năm nay cô vẫn vương vấn tình cũ đúng không? Không, không phải đâu anh ạ. Không phải à? Vậy đây là cái gì? Đây có phải là kỷ niệm của hai người mà cô vẫn luôn giấu tôi không? Cô đừng tưởng tôi không biết. Tôi chưa ở bên cô đang nghĩ cái gì. Anh à, em xin lỗi, em không có ý đó đâu. Cô im đi. Không phải cô yêu tôi, cô lấy tôi vì tiền sao? Giờ cô thỏa mãn chưa? Sung sướng rồi gặp lại tình cũ cô hối hận đúng không? Anh Đức, em xin anh bình tĩnh lại đã. Cô im đi. Alo. Dạ, thưa sếp, công ty bất động sản Hoàng Long thông báo dừng hợp tác với chúng ta trong dự án sắp tới, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không nhận được bất cứ đồng tiền đáp ứng nào từ họ. Có biết lý do tại sao không? Dạ không, bên họ chỉ báo là dừng hợp tác thôi ạ. Tôi biết rồi. Cho em này. Ngon không em? Món này ngon thật đấy. Ngon á? Vậy khi nào anh rảnh, anh mang đến trường cho em nhá. Vâng ạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Em vẫn nhớ nơi này cơ à? Anh vẫn ổn chứ? Anh vẫn ổn. Còn em? Em xin lỗi. Nếu như ngày đó... Chuyện cũ qua rồi thì để cho nó ngủ yên đi. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Nhớ Nhung của ngày xưa. Nhớ Nhung của ngày mà mới bước chân vào giảng đường đại học. Nhưng
Nhung của ngày hôm qua và ngày hôm nay khác rồi, phải không em? Vậy nên chúng ta đừng nhắc chuyện cũ nữa. Em sống tốt chứ? Công ty em đang gặp khó khăn. Anh Đức thì lại thay tâm đổi tính, suốt ngày rượu chè. Em mệt mỏi lắm. Còn anh vẫn... Em mang ơn anh. Những gì anh đã hy sinh cho em, cả đời này em không thể quên được. Nhưng hiện tại, cuộc sống của em cũng khó khăn. Em muốn giúp anh, nhưng mà... Thôi nào, anh có bảo em phải giúp đỡ gì anh đâu. Anh vẫn vậy, cố gắng từng ngày chứ biết làm sao được. Có lẽ em sẽ ly dị. Nếu tiếp tục cuộc sống như thế này, em sợ là mình không sống được. Công ty đã xảy ra chuyện gì? Cô nói cụ thể cho tôi biết được không? Nếu tiếp tục tình trạng này, sẽ còn nhiều nhân viên rời bỏ công ty chị ạ. Cô chuẩn bị hồ sơ giúp tôi, xem lại toàn bộ quá trình làm việc, xem có thiếu sót gì không. Rồi lên lịch hẹn với công ty Hoàng Long, tôi sẽ trực tiếp thuyết phục họ. Liệu có được không ạ? Cô cứ chuẩn bị đi. Dạ vâng, thì em xin phép ạ. Anh Long, sao lại là anh? Em ngồi đi. Anh là... Dạ thưa chị, đây là anh Long, chủ tịch của Bất Động Sản Hoàng Long đấy ạ. Là anh sao? Ừ, là anh đây. Sao có thể được, hôm trước anh còn... À, hôm trước anh vừa mới từ công trường về, nên là vẫn mặc bộ quần áo đấy. Chúng ta vào việc nhá. Sở dĩ bên anh đưa ra quyết định là vì vậy. Dạ vâng, có góp ý này của anh, bên em sẽ cho rà soát lại từ nguyên liệu đầu cho đến quá trình sản xuất ạ. Hy vọng sẽ có sản phẩm mẫu gửi cho anh sớm nhất. Rất mong bên anh cho bên em một cơ hội nữa ạ. Ok, anh sẽ hỗ trợ trước 50% chi phí dự án cho bên em như đã thỏa thuận. Em cảm ơn anh ạ. Mày dám dụ dỗ vợ tao à? Cái gì vậy? Cô im đi. Cô lấp liếm, cô giấu tôi để đi gian díu với tình cũ. Cô còn gì để nói không? Anh bình tĩnh nghe em giải thích đã. Tôi không muốn nghe một lời giải thích nào từ cô nữa. Ngọc, cô làm gì ở đây? Dạ thưa anh, chị Nhung yêu cầu em lên lịch hẹn với lãnh đạo công ty Hoàng Long để bàn về chuyện hợp tác. Đây chính là anh Long, anh ấy vừa đồng ý hợp tác và sẽ ứng trước 50% kinh phí dự án sắp tới đấy ạ. Sao cơ? Chỉ là hiểu lầm thôi. Ngày hôm nay tôi đến đây với tư cách là đối tác của công ty anh. Và vợ anh cũng không biết người sẽ được gặp là tôi. Nên anh cứ yên tâm, ở đây không có ai là không đoan chính cả. Dạ anh ấy nói đúng rồi đấy ạ.
chuyện cũ đã qua. Tôi với Nhung giờ không còn gì nữa. Anh nên trân trọng cô ấy và không cần phải suy nghĩ gì về tôi, vì tôi cũng đã có gia đình rồi. Em xin lỗi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Là anh đang nói dối đúng không? Vì anh vẫn còn yêu em nên anh mới giúp đỡ em đúng không? Em hãy quên chuyện cũ đi. Coi đó là thanh xuân, là một bài học để trưởng thành. Anh sẽ giúp công ty của chồng em vượt qua khó khăn lần này. Đó là tình xưa nghĩa cũ, anh có thể làm lần cuối cho em, chứ không còn là tình yêu nữa. Đây là vợ sắp cưới của anh, người đã giúp anh có được ngày hôm nay. Ngay ngày mai sẽ có đại diện bên anh qua hỗ trợ cho chồng em. Chúng ta đi thôi. Ô, vãi. Anh, chẳng phải anh đỗ rồi đấy thay? Tốt quá làm gì nữa. Nhà Nhung thì mày cũng biết rồi đấy. Bà cô ấy thì đổ bệnh suốt ngày, lấy tiền đâu mà đi học đại học. Nhà tao thì chỉ đủ lo mỗi tao thôi. Tao đang nghĩ, hay là thôi không học nữa, lo cho cô ấy để cho cô ấy đi học. Tao sẽ đi làm, kiếm tiền hỗ trợ cho cô ấy đi học. Anh thì sao? Có đỗ không? Anh Long, thế anh đã đỗ chưa? Anh còn sao nữa? Cái đầu này của anh làm sao mà thi đỗ được. Cầm lấy đi. Sao anh đưa em nhiều vậy? Em không cần nhiều như này đâu. Anh làm đến cuối tháng, người ta trả lương cho anh 3 triệu rưỡi. Anh đưa em 3 triệu. Anh giữ lại một ít đi. Em cứ cầm lấy, nghe anh. Mặc dù bây giờ anh nghèo, nhưng em ở trường, không thể để người ta xem thường được. Nghe chưa? Muốn mua gì thì mua, tiền thì đã có anh lo rồi. Anh có thể tiết kiệm, nhưng em thì không. Cầm lấy.